và anh biết duyên mình đã lỡ, phần mộng đều đâu dám mơ, chiều cao thế đâu đành lui về sau, biết ngày này ta mất nhau, phần duyên ta ngắn đành thôi từ đây, một mình anh lê bước về, câu hứa câu thề mãi chôn vùi trong cơn mê, nhìn em xanh đôi cùng duyên mới, lòng anh đâu thắng nên lời, sau biến không thuộc về nhau nhưng sao lòng còn nhớ em về nơi chốn quê. Trong không khí sôi nổi những ngày cuối năm Nhâm Dần để chuẩn bị chào đón năm mới Quý Mão, thì hôm nay là được sự nhất trí của ban lãnh đạo hai câu bộ khu 1 phường Yên Thanh và khu 6 phường Linh Sơn đã long trọng tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi tại sân thi đấu của nhà văn hóa khu 6 Linh Sơn, nhằm tạo không khí là vui tươi lành mạnh, giao lưu học hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết giữa hai câu bộ. Thay mặt cho câu bộ khu 1 Yên Thanh xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tình cảm của câu bộ khu 6 phường Linh Sơn. Xin kính chúc tới toàn thể các ban luyện và các cầu thủ nam nữ của hai câu bộ một sức khỏe dồi dào, tinh thần sảng khoái và gia đình hạnh phúc. Chúc cho buổi giao lưu ngày hôm nay là thành công tốt đẹp. Đội hình ra quân của câu bộ khu 1 phường Yên Thanh gồm có số 12 là Thúy Ngân, số 11 là bà Thúy Liên, số 2 là bà Kính và số 5 là bà Đỗ Thị Hương. Pha xử lý bóng không thành công của cầu thủ số 10 bên phía khu 6 Anh Sơn chuyển cho khu 1 Vĩnh Thanh. 61 rồi, 71 rồi. Có tao đang nghiệp không đánh đi. Thôi đội Lam này đánh luôn à? Tao tưởng là nữ đánh sau Lam đánh. Và bung một tốt của Thị Tân. Rồi phản công. Đánh bóng ra ngoài của cầu thủ số 10 bên phía khu 6 của anh Sơn. Điểm cho khu 1 Vĩnh Thanh. 81. Cách cũng ngắn chỉ còn 3 điểm thôi. Điểm cho khu 1 Vĩnh Thanh 91 rồi. Lam đánh luôn à? Tưởng cứ đánh xong mà Lam đánh. Ôi, cháu xin phép sang tăng nghiệp cho đội Lam.